Trong cái khoảng thời gian đó thì người bạn của mình đã không ngừng tự giày vò bản thân. Thậm chí á, có lúc bạn đó suy nghĩ là à, nếu mà mình thật sự có tình cảm với con trai á, thà mình chết quách đi cho rồi. Chỉ cần nhắm mắt đứng giữa đường lúc xe cộ chạy tới là được. Nhưng duy một điều mà mình biết đó là cảm xúc thì không có lỗi. Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mọi người thấy tiêu đề chưa? Chuyện là mình đã search thử trên YouTube cũng như là search ở trên Google luôn về chuyện là phải làm như thế nào khi mà một người con trai có tình cảm với một người con trai, nhưng mà hầu như không ra kết quả. Thế là mình nghĩ tại sao mình lại không thực hiện một clip như vậy. Mà trước khi đi tiếp với video của mình thì đừng quên hãy like, share cũng như là đăng ký kênh của mình. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc nhở sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Và mình xin thông báo, đây không phải là chương trình giáo dục giới tính, mà đây chỉ là góc hàn huyên tâm sự thôi. Sẽ có những bạn nam là từ nhỏ đã xác định được xu hướng tính dục của mình là mình thích con trai rồi. Nhưng mà cũng có những bạn nam á, tới một độ tuổi nhất định nào đó thì chợt phát hiện ra là mình thích con trai. Và theo mình thường thấy á, cái độ tuổi đó thường dao động vào khoảng thời gian học cấp 3, từ 16 đến 18 tuổi. Với những bạn trong trường hợp thứ hai á, thì tâm lý thì sẽ có phần mâu thuẫn và hỗn loạn hơn. Kiểu mình có xin phép một người bạn và được bạn đó tin tưởng cho phép đem câu chuyện của bạn đó lên đây để mà chia sẻ với tất cả mọi người. Khi mà mới biết mình thích con trai á, bạn đó là rất là bàng hoàng, thậm chí là có phần sợ sệt về cái thực tại ấy, vì trước đó bạn đó vẫn thích con gái mà. Bạn đó có nhiều lần không tự thừa nhận cảm giác của bản thân, trốn tránh, không dám đối diện, lạc lõng, mất phương hướng sống. Mình rất là cảm ơn vì bạn đó đã tin tưởng và để mình kể câu chuyện của bạn đó lên đây. Mình hiểu cái hoàn cảnh đấy, cũng giống như mình đã nói trong clip là mong bố mẹ hiểu tụi con ạ. Thì phần nhiều khiến cậu ấy rơi vào cái trạng thái hoảng loạn á lại xuất phát từ phía gia đình, nơi vốn là sự bình yên khi tìm về. Và ba mẹ của chúng ta thường sẽ có cái nhìn không mấy thoáng về cái vấn đề này. Vấn đề này thì mình cũng rất là đau đầu, vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh sẽ không có một cái cách áp dụng chung nào, một cái cách chung giải quyết nào cho tất cả các trường hợp. Nhưng duy một điều mà mình biết đó là cảm xúc thì không có lỗi. Và bạn nghĩ thế nào là bình thường? Là thích một đứa con gái mới là bình thường hả? Thì bạn biết sao không? Những cái bình thường mà người lớn cho, thực chất chỉ là cái suy nghĩ chủ quan của họ mà thôi. Đâu có cái điều lệnh, đâu có cái quy định nào là thích một người khác giới mới là bình thường. Chính cái suy nghĩ chủ quan của người lớn về cái mà họ cho là bình thường ấy, rồi đem cái suy nghĩ ấy áp đặt lên mọi thứ xung quanh, buộc mọi người phải công nhận cái khái niệm bình thường của họ. Chính cái đó mới làm ta tù túng, mất phương hướng và hoang mang lo sợ. Hiện giờ, việc bạn nên làm á là bạn phải bình tâm lại. Đừng để những cái khái niệm bình thường bên ngoài tác động vào bản thân. Thử tự trò chuyện với bản thân bạn xem, thử cảm nhận và chấp nhận thứ cảm giác đó, vì nó là một phần trong bạn. Và mình xin thông báo luôn cho các bạn nghe, đã là cảm xúc xuất phát từ đáy lòng của bạn rồi á, thì cho dù bạn có trốn tránh thế nào đi nữa, bên sâu thẳm nội tâm của bạn chỉ càng thừa nhận và khát khao có nó được mà thôi. Và tại sao là ta lại phải trốn tránh vì một thứ mà ta không hề sai nhỉ? Thà bạn có cảm giác với người có gia đình đi, mà lúc đó thì cảm xúc của bạn cũng không có bị lên án nữa. Thứ bị lên án á, chính là những cái hành động chiếm hữu theo sau cái thứ cảm xúc đó mà thôi. Mà nó lại thuộc một cái phạm trù khác, mình không muốn đề cập quá sâu vào cái clip này. Mình chỉ muốn nhấn vào một điều, đó là cảm xúc của bạn thì không có lỗi. Người bạn mà mình nhắc với các bạn ở đầu clip á, đã mất một khoảng thời gian dài để nhận ra điều đó.
Trong cái khoảng thời gian đó thì người bạn của mình đã không ngừng tự giày vò bản thân. Thậm chí á, có lúc bạn đó suy nghĩ là à, nếu mà mình thật sự có tình cảm với con trai á, thà mình chết quách đi cho rồi. Chỉ cần nhắm mắt đứng giữa đường lúc xe cộ chạy tới là được. Nhưng mà rất là hên là bạn đó không có đủ dũng khí để thực hiện. Cảm ơn bạn vì vẫn còn có mặt trên cái cuộc đời này. Và cảm ơn bạn vì đã là nguồn động lực to lớn cho cái video này. Ta luôn được dạy á, là hãy biết suy nghĩ cho tương lai xa vời, vẽ ra một viễn cảnh tương lai thật là đẹp cho bản thân. Nhưng mà hiện giờ điều đó không còn đúng nữa. Sẽ không có cái tương lai tốt đẹp nào được vẽ ra khi mà nút thắt hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Bạn đừng quá bận tâm tới cái chuyện mà lỡ mình như vậy thì mình sẽ sống làm sao đây, mai này sẽ như thế nào đây. Thì đơn giản sống tiếp thôi. Mấy bạn có biết là bạn nam ở đầu clip mà mình kể á đã phải quằn quại chống chọi một cách bất lực với thứ cảm giác sâu thẳm trong tim mình, nhưng mà cũng đâu có được. Thế rồi bạn đó lại suy nghĩ khác. Bạn đó suy nghĩ là ok, nếu mà trốn tránh không được nữa thì đương đầu thôi. Chỉ cần mình và người mình thích ở bên nhau thì sẽ có đủ dũng khí. Cho dù cả thế giới có quay lưng với họ thì họ cũng sẽ tự là điểm tựa tinh thần cho nhau. Nhưng mà một cách trớ trêu rằng người bạn ấy thích không thích bạn đó. Nói một cách khác là từ đầu chí cuối chỉ có một mình bạn đó tự chống chọi đương đầu với cái thứ cảm giác hụt hẫng đó một mình mà thôi. Nhưng có một điều mà mình biết chắc á, đó là bạn đó sẽ không muốn nhận ánh mắt thương cảm của chúng ta đâu. Bạn đó mềm yếu đủ rồi, đã đến lúc bạn đó phải tự học cách mạnh mẽ, tự đứng trên đôi chân của mình, mỉm cười với những chuyện xảy ra tiếp theo mà thôi. Bởi mới nói, bản thân nên tự là điểm tựa cho bản thân trước cái đã. Và đó sẽ là một diễn biến khác của câu chuyện. Còn cái này thì mình sẽ tôn trọng ý kiến của người bạn của mình, đó là chỉ chia sẻ những thứ mà bạn mình cho phép mình chia sẻ mà thôi. Cốt lõi ở đây là những lúc như vậy, bạn nên tự ngồi xuống trò chuyện với bản thân mình. Và những cái định nghĩa bình thường của những người lớn xung quanh á, thực chất là cái điều mà họ thấy mọi người xung quanh ai cũng làm. Nhưng mà không có đồng nghĩa với việc là những cái chuyện mà ít người làm thì sẽ bị cho là biến dị, là bất bình thường. Và cho tới tận giờ phút mình làm clip á, thì mình vẫn luôn cho rằng cảm xúc thì sẽ không có chuyện đúng hay là sai. Mà cảm xúc nó là một phần trong con người bạn. Ok, video của mình tới đây là đủ dài rồi. Thú thật là mình vừa mới bệnh xong, nói vẫn còn hơi bị khó nghe ấy. Nên là mong rằng mọi người thông cảm cho mình, cũng như mong rằng video này cũng giúp ích được cho các bạn. Và nếu mà thấy video giúp ích được cho các bạn thì các bạn có thể share những cái clip này để mình có cơ hội mà tiếp cận với nhiều bạn hơn. Và IG của mình là Kanchiki. Các bạn có thể nhắn tin trực tiếp hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip, cũng như là cái chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết clip của mình. Và hẹn gặp lại.